Chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Hôm nay giới thiệu đến quý vị con đầu đài nông DCD 735 mặt vàng, rất là đẹp nha, nhận bại. Con này thì thêm thanh lý giá rất là mềm quý vị nha. Mắt nhận bại đọc rất là tốt quý vị. Con này thì để em quay cho quý vị xem mặt của nó ha. Mặt vàng rất là đẹp. Chỗ này thưa quý vị, nó bị khô keo cho nên là nó bị nè, quý vị thấy ha. Quý vị có thể nè, nhận vô được nè. Nhận vô nó rất sát luôn nè ha. Đây, nhưng mà buông ra nó bung ra lại tí xíu ha quý vị nè. Nè quý vị để ý kỹ ha, đó. Nó khoảng 1 mm à, nó bị khô keo. Cái loại này thì nguyên cái mặt nhôm mỏng này, là mặt phay nhôm mỏng này nó sẽ đi một cái lớp keo vô đó, nó khô keo nó bung ra vậy. Đấy, em cũng không có làm lại đâu quý vị. Ha, cái thứ nhất, cái thứ hai, cái học này nó bị nó lỏng này ha, đó. Nhưng mà đẻ thì nó vẫn hát bình thường ha, đó. Quý vị thấy ha, này lỏng nè. Ok hết nha quý vị. Đấy. Thì với mức giá rất là rẻ so với thị trường quý vị. Đấy. Con này thì còn rất đẹp, có đường xuất optical luôn nha quý vị. Made in Japan nha. Giá thanh lý là 1,4 triệu nha quý vị, 1,4 triệu, rẻ hơn thị trường khoảng 1 triệu quý vị ha, 1,4 triệu. Đấy, mắt độc hoàn hảo hết, còn zin hết. Đây nó bị bên ngoại hình tí xíu ha, chỗ này thì thật sự để ý cũng kỹ kỹ mới thấy nha quý vị ha. Chỗ này thì có cấn đây tí xíu đó, cấn chày chỗ đó rồi 1,4 triệu nha quý vị. Rồi em xin kết thúc video tại đây.